Đời bạn, bạn không sống, ai sống hộ, tác giả Kayuko Watanabe. Chương 4, tình yêu thương. Bạn là người quan trọng, lời chào hỏi. Tôi tốt nghiệp trường tiểu học tư nhân ở Musashino, Tokyo, nơi đào tạo ra rất nhiều nữ lãnh đạo đương thời ở Nhật Bản. Thời đó rất hiếm có trường nào học chung nam nữ. Tôn chỉ của trường là dạy bằng cả trái tim. Mỗi sáng tất cả chúng tôi đứng trước giảng đường và cùng đồng thanh hát vang bài ca nhiệt huyết, cùng với tiếng chuông ngân vang thời khắc như ngưng động lại. Chúng tôi chắp tay hành lễ, trái tim bình yên tĩnh lặng bước vào phòng học. Điều đầu tiên giáo viên chủ nhiệm nói với chúng tôi khi bước vào lớp đó là: khi bước qua cổng trường, các bạn trai hãy bỏ mũ xuống và chào bác bảo vệ với thái độ giống như với giáo viên của mình. Trong suốt 6 năm trời, chúng tôi liên tục lặp đi lặp lại việc này đến mức nó đã trở thành một thói quen. Một trong những điều mà trường đào tạo lãnh đạo chú ý dạy bạn đó là làm thế nào để bước ra ngoài xã hội. Ống dẫn nước trong lòng đất, đưa nước từ nơi sâu hút lên những tòa nhà trọc trời. Những thứ quan trọng không hiện trên bề mặt của Aya Mitsu. Hiện giờ, tại nơi làm việc, tôi vẫn giữ thói quen chào hỏi mọi người, nhất là với những người ít nổi bật vẫn đang cầm cuội làm việc thầm lặng. Có lẽ thói quen đó đã thấm sâu vào tôi từ thời còn là học sinh tiểu học. Tôi vẫn thường nói với sinh viên của mình, những người nhân viên đang dọn dẹp lau chùi hay nhổ cỏ chúng ta được sạch sẽ mới là những người chúng ta nên chào hỏi nhất đấy. Những người đó đã được trả lương, hơn thế nữa, có khi chúng ta chào mà chắc gì đã nhận lại được câu cảm ơn. Một nhà giáo viên trẻ tuổi cũng không nghĩ rằng việc đó là cần thiết. Đây thực sự là một cách suy nghĩ sai lầm. Lời chào nào chẳng hề liên quan đến bản thân cũng như địa vị của chúng ta. Ngoài ra, đối với những người ngày càng nhận được rất ít lời chào hỏi, thì lại là một lời chào là phương pháp tốt nhất để truyền tạc tới người đó rằng bạn là người quan trọng đối với tôi. Và đối với cả hai bên, họ đều tự ý thức được rằng nhờ có đối phương mà mình có thể tiếp tục sống, và đó là cơ hội không gì thay thế được. Lời chào là phương pháp hữu hiệu nhất để truyền tải cảm xúc bạn là người quan trọng. Đừng bao giờ quên chào hỏi những người ít nổi bật đang âm thầm cầm cùi làm việc, vì mỗi chúng ta đều dựa vào nhau để sinh tồn. 9 năm yêu thương cha dành đủ cả một đời, cha và tôi. Vào ngày 26 tháng 2 năm 1936, cha tôi mất, thọ 62 tuổi, khi ấy tôi mới lên 9. Sau đó, mẹ tôi cũng thanh thản lên thiên đường vào năm 1970, khi bà 82 tuổi. Chị gái và hai người anh của tôi cũng lần lượt qua đời, còn đứa em út là tôi đây bị bỏ lại. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh sự kiện ngày hôm đó, khi cha ngã xuống nằm áp sấp sàn nhà trông như đang ngủ. Hơn 70 năm đã trôi qua, và cho đến tận bây giờ, quang cảnh ngày tuyết chất thành đống cao hai bên hiên nhà, tiếng thét phẫn nộ của từng đám lính kéo tới trên những chiếc xe tải, tiếng súng và khoảnh khắc hấp hối của cha luôn thiêu đốt trong mắt và màng nhĩ tôi đến bỏng rát. Tôi sinh ra khi cha tôi đang là trung tướng quân đội và sư đoàn trưởng đoàn số 7 Asakiwa. Đối với đứa bé chưa đầy 9 tuổi thì ký ức về cha hầu như chẳng có mấy. Tuy nhiên, đối với đứa em bị sinh non là tôi đây, hai người anh trai luôn nói chúng ta cũng chẳng thể sống cùng với cô bé gái này lâu được, và nuông chiều tôi hết mực. Đối với họ, tôi luôn rất ngỗ nghịch. Mỗi khi cha làm xong quân sự trở về nhà, tôi sẽ có đặc quyền được đứng ở thềm cửa chờ và nhảy vào lòng cha. Ngày đó, tôi sẽ lục tìm trong túi quân phục rồi lén lút giấu ít kẹo bon bon mà ông nhẹ nhàng dúi cho. Sau khi cha thay bộ đồ truyền thống mặc ở nhà, tôi sẽ trèo lên ngồi trên đầu gối ông, đọc bi bo những hán tự Khổng giáo đã học ở trường tiểu học. Và cha bằng giọng dịu dàng sẽ giải thích cho tôi ý nghĩa của từng con chữ ấy. Tôi vẫn nhớ, đối với cha, việc học quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chính vì thế, tôi luôn tự hỏi ông có cảm thấy khoảng thời gian đó vui vẻ hay chăng. Cha là một người ít nói. Ngày nọ, trong bữa ăn, người cha vốn kiệm lời đã bảo chúng tôi: mẹ con cũng ghét những món ăn ngon kia đấy.
Lời đó của cha cả đời này tôi cũng không thể quên. Để bữa ăn của những đứa con được đầy đủ hơn, mẹ đã lặng lẽ nhường phần ngon cho chúng tôi. Cha đã giúp chúng tôi chú ý đến điều đó. Tôi vẫn nhớ, vì con cái mẹ tôi đã tận tụy đến như vậy, nhưng đôi khi chúng tôi vẫn mặc cả lòng tốt của bà. Cha cũng là con người nỗ lực. Cha không được phép đến trường cho tới khi đến tuổi học năm thứ tư tiểu học. Ông đã một mình hoàn thành giáo trình cấp 2 và đổ vào trường sĩ quan quân đội với thành tích xuất sắc. Hơn nữa, tôi nghe nói khi còn trong trường sĩ quan, ông đã được vua trao tặng thanh gươm danh dự và tốt nghiệp. Tuy vậy, ông không hề tự mãn. Tất cả những điều trên cho tới sau khi cha tôi mất đều được nghe kể từ mẹ tôi. Bởi luôn phải đóng quân và sinh hoạt ở nước ngoài, cha có biệt tài về ngôn ngữ. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ông phải đóng quân ở Đức, Phần Lan và một số nước khác. Khi đã trải qua và thấu hiểu được nhiều chuyện, ông nói, dù thắng hay thua thì chiến tranh cũng khiến một đất nước kiệt quệ. Kéo theo đó, quân đội dù thiện chiến nhưng cũng không được phép tạo ra chiến tranh. Chúng ta đều là một lũ ngốc, ông tâm sự với mẹ. Chiến tranh chỉ là cái phanh cho những kẻ đang chạy hết tốc lực, và chính bởi những bàn tay kẻ đó, một lúc nào đó, chúng sẽ nhận ra mình đang bị đem đi chôn. Bởi những bằng chứng ấy, vào buổi sớm ngày 26 tháng 2, giữa lúc tiếng súng gần lên, cha tôi đã lãnh trọn viên đạn súng lục khi ông đang đứng cạnh tủ tường ngay lúc ông chuẩn bị ứng chiến. Trong lúc hấp hối, việc mà cha đã làm cho tôi trong lúc viên đạn ấy xuyên tới, đó là đến bên đứa con gái còn đang say ngủ và giấu tôi vào bóng cửa chiếc bàn thấp dựng cạnh tường. Người cha nâng niu đứa con gái nhường ấy đã hy sinh ngay trước mắt con mình chỉ cách khoảng 1 mét, trong khi vẫn đang theo dõi bảo vệ con gái. Sự kiện cuộc đảo chính năm Chiêu Hòa vào buổi sáng ngày 26 tháng 2 đã diễn ra như vậy. Việc sư đoàn trưởng tuổi này có cháu không lạ, mà lạ là việc ông ta sinh con. Những lời này mẹ chôn sâu dưới đáy lòng khi bà biết bà đang mang bầu tôi. Mãi sau này khi tôi đã trưởng thành mới được chị gái kể lại. Tuy nhiên thời điểm đó cha đã nói, có gì mà phải xấu hổ chứ, hãy chuẩn bị sinh con ra đi. Chính nhờ câu nói ấy mà tôi mới được ra đời. Mặc dù như vậy nhưng đôi lúc tôi suy nghĩ rằng, người cha anh dũng có thể đối phó với 30 kẻ địch bao vây chỉ dựa vào thanh Tanaka bên mình ấy, chỉ vì không muốn rời thế gian một mình và cô độc nên mới cho phép mẹ sinh ra tôi. Tôi cùng cha trải qua 9 năm trời trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã nhận được tình yêu thương đủ cho cả một cuộc đời đau bể sau này. Tôi luôn vô cùng biết ơn được sinh ra là con gái của người cha tuyệt vời ấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi 9 năm cùng cha, tôi đã nhận đủ yêu thương cho cả một cuộc đời. Tình thương sâu sắc không tỷ lệ với năm tháng. Dù thời gian có ngắn ngủi thế nào, tình yêu thương thực sự cũng sẽ luôn đong đầy trong trái tim. Bài học từ người mẹ luôn nâng đỡ tôi, hồi tưởng. Hồi tưởng và nhớ về thì có gì khác nhau, tôi tự hỏi. Tìm hiểu trong từ điển Cochin, hồi tưởng nghĩa là nhớ lại những việc đã trôi qua từ lâu. Nhớ về là nhớ lại những việc liên quan đến cảm xúc tốt đẹp. Chỉ khi đã lớn tuổi và trưởng thành, bạn mới nhớ về nhiều thứ. Trong số đó, nếu có điều gì mà sức nặng của tuổi tác khiến bạn nhớ về, thì chính là người mẹ đã sang đến năm 87 tuổi vì bạn. Trong số đó, nếu có điều gì mà sức nặng của tuổi tác khiến bạn nhớ về, thì chính là người mẹ đã sống đến năm 87 tuổi vì bạn. Mẹ tôi không còn được coi là người mẹ trẻ khi bà sinh ra và nuôi dạy tôi năm 44 tuổi. Vào ngày tham quan trường, mẹ vẫn hay đùa, hôm nay bà lão này cũng đến thăm trường đây. Đó là một ký ức buồn mà tôi vẫn thường nhớ về. Giờ đây, bản thân tôi cũng đã ngoài 80, nhưng vẫn giữ gìn những thói quen mà mẹ tôi đã lưu ý tôi từ ngày xưa. Hãy đến ga tàu sớm hơn 30 phút. Khi đèn giao thông chuyển vàng, hãy đợi một chút cho nó sang đỏ và chờ đèn xanh tiếp theo. Vì giữa lúc đang đi mà đèn chuyển đỏ sẽ rất nguy hiểm. Trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh và cũng đáng buồn cười thay, đối với tôi, việc nhớ về mẹ là một cơ hội để nuối tiếc. Đó là khi mẹ tôi luôn nói, lúc nào cũng có thể đột ngột xảy ra điều gì đó mà mình không thể biết trước được, vậy nên lúc nào cũng phải chuẩn bị thật tốt. Câu nói ấy gói cả tình yêu thương của mẹ dành cho tôi. Mẹ mặc dù chưa tốt nghiệp cấp 3, nhưng con cái của bà luôn được nhận sự giáo dục tốt nhất.
Bà luôn là người mẹ khắt khe, không cho phép cãi lại dù chỉ một câu, cũng không cho phép sử dụng thứ gì quá xa xỉ. Tuy vậy, tôi luôn nghĩ rằng đó là cách dạy tốt nhất của người mẹ tuyệt vời nhất thế giới để dành cho tôi. 1 tỷ người có 1 tỷ bà mẹ, nhưng tôi có người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Akira Suhaya vào tuổi 80 đã ngâm một khúc nhạc thơ sâu sắc thấm vào lòng người nghe như vậy. Chúng ta không thể biết khi nào sẽ xảy ra chuyện gì, nên bao giờ cũng phải chuẩn bị trước cho tình huống sắp đến. Chỉ khi bản thân tôi chồng chất gánh nặng tuổi tác, tôi mới thấm thía những bài học của mẹ. Chỉ khi tôi có trải nghiệm, tôi mới tìm được từ ngữ mà mình muốn truyền đạt. Để dành 2%, để có thể tha thứ. Tôi hiện vẫn luôn dạy sinh viên những bài giảng mang tính lý luận nhân cách. Trong mỗi con người luôn có phần người, nhân tính, tiếng Anh gọi là person. Giá trị của phần người, person ấy là khi chúng ta tự mình phán đoán, từ phán đoán ấy mà lựa chọn, quyết định rồi tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của bản thân mình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Khi đi trên đường, tuy chẳng có một ai qua đường và bạn nhìn thấy người khác cũng lái xe vượt qua, nên dù đèn đỏ bạn cũng vượt. Những kẻ như vậy, dù mang danh là con người nhưng lại không hề có tính người. Giới hạn của phần người giữa bạn và đối phương hoàn toàn khác nhau, và chính sự khác biệt đó là điều rất tuyệt vời. Có một điều đương nhiên là bạn và đối phương không hề có cùng suy nghĩ. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó có câu nói của ngài Masahanuki Sanitu: bạn là bạn và tôi là tôi, thế nhưng chúng ta vẫn có thể trở nên thân thiết. Hiểu được những cảm xúc ấy rất quan trọng. Khi đã tạo được một nhân cách cho bản thân, bạn sẽ có thể bắt đầu mối hệ tình cảm thật lòng với một người khác. Mọi người đều nghĩ tôi lo việc tôi, còn bạn lo việc bạn. Tôi kính trọng con người khác biệt của bạn và bạn cũng tôn trọng sự riêng biệt của tôi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, tình yêu mến sẽ được nuôi dưỡng, đó là bản sắc của mỗi con người. Ngay cả trong việc thất tình, nỗi buồn và sự đau lòng của bạn khi bị thất tình cũng khác với nỗi buồn và sự đau lòng của người bạn trong trường hợp tương tự. Nếu so sánh với những người chưa từng trải qua thất tình, ở một mức độ nào đó, họ có thể hiểu được sự việc. Thế nhưng, khi họ thẳng thừng vì tôi cũng có kinh nghiệm rồi nên có thể hiểu được, thì đó chẳng phải là dấu hiệu của sự tự mãn hay sao? Tôi nghe một sinh viên hỏi, liệu con có thể làm điều gì tốt đẹp hay bất chuyện với bản thân vừa mắc người bố kính yêu của cô ấy? Nếu là sơ, hẳn là người có thể cho con một lời giải đáp. Câu trả lời của tôi là, cô nghĩ chỉ cần con ở bên và nắm tay bạn thật chặt, đó là một điều tuyệt vời cho bạn ấy rồi. Việc cảm xúc lo lắng và quan tâm của con dành cho bạn là thật lòng. Con chỉ cần nắm tay và ở bên bạn là đủ rồi. Những câu sáo rỗng như, vì tôi cũng mắc bố nên tôi rất hiểu tâm trạng của bạn, hoàn toàn không có chút giá trị an ủi nào trên con đường dùng cách nói ấy. Tôi bảo cô bé, nỗi đau mà con phải gánh chịu khi mắc bố khác hoàn toàn với nỗi đau mà người bạn của con phải gánh chịu. Chúng ta đều là những cá thể con người khác biệt lẫn nhau, nên có những điều thông thường có thể hiểu cho nhau, nhưng cũng có những việc hoàn toàn không thể đồng cảm được. Con người không thể chắc chắn có thể hiểu được toàn bộ ai đó. Chính vì thế, dù có tin tưởng người kia đến mức nào, cũng hãy luôn ghi nhớ rằng đừng bao giờ tin tưởng 100%, mà hãy tin ở mức 98% mà thôi. 2% còn lại dành làm chỗ trống, để khi người kia có sai sót, ta còn có thể tha thứ cho họ. Con người cũng là những sinh vật không hoàn hảo. Chính vì thế, nếu con tin tưởng 100%, trong con sẽ không còn chỗ trống để tha thứ nữa. Tôi luôn nghĩ rằng, những mối quan hệ mà trong đó sự tin tưởng lên tới 100% luôn rất dễ đổ vỡ. Thay vào đó, có nhiều cách diễn đạt như là, tôi rất trân trọng bạn vì bạn đã tin tưởng tôi, nhưng vì bản thân tôi cũng chẳng phải là thánh thần nên xin đừng quên rằng tôi cũng có rất nhiều sai sót. Hay là, tôi từ trước tới giờ nay luôn tin tưởng bạn hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, tôi biết rằng bạn chẳng phải là người toàn năng, nên dù có sai cũng chẳng sao cả. 2% để phòng cho sự thiếu hụt đó. Thiếu hụt là cách để tha thứ cho những sai lầm. Điều đó rất quan trọng. Bởi vì sao? Cả trên cương vị mối quan hệ giữa đồng nghiệp lẫn mối quan hệ bạn bè. Khi nghe tao nói xong, cô bé bắt đầu hiện ra vẻ mặt ngơ ngác và thốt lên. Vậy sao ạ? Sơ cũng có những cảm xúc không tin tưởng người khác vậy sao? Con vốn nghĩ nếu là sơ thì sẽ muốn có được 120% niềm tin của đối phương kìa. Nhưng đó chính là lý do cần phải có 2% dự phòng kia. Kể cả tôi đi chăng nữa cũng phải nói rằng,
Nếu như được tin tưởng 100% thì thực sự rất phiền phức. Tôi vẫn còn muốn dành chỗ trống để phạm sai lầm kia mà. Thành thật mà nói, nếu đã có dự định tiếp tục sống, chắc chắn sẽ có lúc tôi mắc sai lầm hoặc có khi quên đi lời hứa mình đã hứa. Và những lúc đó, bản thân tôi cũng muốn được tha thứ. Hãy tin tưởng 98%, 2% còn lại hãy để dành cho những khi đối phương phạm phải sai lầm và cần sự tha thứ. Trên thế giới này chẳng có con người nào là hoàn hảo. Khi để dư ra 2% trong trái tim mình, bạn có thể dùng phần dư đó để tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tình yêu rất gần bên bạn, biến tình yêu và sự cống hiến thành hiện thực. Vào năm 2001, có một vụ tai nạn xảy ra ở Tokyo Gashin Okubo khi một người đàn ông rơi khỏi khu vực đợi tàu và trong nỗ lực cố gắng cứu người đàn ông ấy, hai người đàn ông khác phải nhảy xuống khỏi vạch kẻ vàng báo nguy hiểm. Kết quả là cả ba người đàn ông đều mất mạng. Thời nay, kể cả những vụ đột tử, giá trị thông tin cũng đã chẳng còn như xưa và không còn bị thổi phồng bởi ngành truyền thông nữa. Hơn nữa, trường hợp đó là sai. Hằng sáng, mỗi trang của một tờ báo đều có những tiếp giật gân của bên thông tấn để khen ngợi và cốc thương về những vụ hy sinh anh hùng giống như hai người đàn ông trên kia. Trên trang nhất của một tờ báo Anh đã đưa tin với dòng chữ lớn "To Samaritans", có lẽ đối với những người chưa từng đọc qua Kinh Thánh, câu nói "hai người Samaritans" sẽ là hơi khó hiểu. Câu nói ấy được trích dẫn từ một câu chuyện nổi tiếng trong Kinh Thánh. Một giáo sĩ giảng dạy luật pháp người Do Thái theo đạo Thiên Chúa. Vì theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng nên ông luôn hỏi thăm phương pháp tạo ra chúng. Sau khi nghe được câu trả lời, "hãy yêu Chúa bằng cả trái tim và yêu người hàng xóm như chính bản thân mình", ông chùng xuống nặng nề hỏi, "hàng xóm của tôi là người nào vậy?" Ví dụ về người Samaritan nhân hậu. Một ngày nọ, một người Do Thái trong khi đang đi dạo thì bị tấn công bởi một toán cướp. Ông ta bị trấn lột hết tất cả những tài sản mang theo, bị đánh đấm đến nhừ tử ngay bên vệ đường. Một vị thầy tế đi ngang qua đó và nhìn thấy người đang bị thương. Tuy nhiên, ông ta đi ngang qua phía bên kia con đường và đi mất. Tiếp theo cũng giống như vậy, những người phụng sự trong thần điện đi tới và cũng nhìn thấy người bị thương, cũng đi ngang qua phía bên kia đường và để người đàn ông kia ở nguyên đó. Người thứ ba đi ngang qua là người Samaritan không mấy thân thiết với người Do Thái. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông nằm bên vệ đường đã rủ lòng thương xót cho người đàn ông cửa lên lừa của mình, đưa ông tới lữ quán gần đó, trả cho ông chủ quán chút tiền và nhờ ông chăm sóc cho người bị thương. Sau đó ông ta lại tiếp tục chuyến đi của mình. Khi Chúa kể đến đoạn này đã hỏi lại vị giáo sư kia, có nghĩ rằng trong ba người đó, người nào đã đối xử với người bị thương kia như chính hàng xóm của mình? Sau đó người trả lời, người làm được điều đó chính là người sẽ được cứu rỗi. Đi đi và con cũng hãy làm giống như người nấy. Trái ngược với người giáo sĩ nghĩ rằng cần trả lời được nghi vấn người hàng xóm của mình là ai, thực chất điều Chúa muốn nói là không quan trọng người hàng xóm của mình là ai. Đức tính đáng trân trọng nhất là bạn đối xử và coi tất cả những người đang trong khốn khổ như người hàng xóm của mình và biến tình yêu thương trở thành hành động thực sự. Bài báo tiếng Anh về hai người Samaritan giống như hai người đã dang tay giúp đỡ, muốn chỉ ra và thức tỉnh cho những người đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không nhìn thấy, không nhận ra. Người Nhật Bản nói chung liệu có thể bị bài báo này lay động tâm can. Hành động của hai người kia cũng chỉ là một hiện thực đơn giản không thể đẩy lùi thực tế, để gợi nhớ chúng ta về thứ chúng ta đã bỏ quên. Bên cạnh giá trị quan, chỉ cần người đó không làm phiền đến mình là được. Biểu hiện quý giá ta cần đó có chính là tôi sẽ tiến tới và cố gắng làm gì đó vì người này. Những hành động tưởng như nhỏ bé này luôn làm cho trái tim tôi xúc động. Đừng làm phiền người khác. Đó là một trong những luật bất thành văn cơ bản mà chúng ta bắt buộc phải làm theo. Khi tôi đảm nhiệm chức vị viện trưởng của trường mẫu giáo trực thuộc Đại học Nữ sinh Notre Dame Cecil, trong bài kiểm tra đầu vào, ngoài việc phỏng vấn người mẹ, tôi còn đi đến thăm viếng từng nhà và mắc nhắc họ chú ý về việc gia đình, mọi người xung quanh và rất nhiều người đã trả lời. Chúng tôi đã giáo dục là không được gây phiền phức cho người khác. Mặc dù đây là phép lịch sự quan trọng, nhưng thời điểm để giáo dục bất kỳ thời điểm nào, chúng ta cần phải truyền đạt sao cho con trẻ hiểu được niềm vui của sự hỗ trợ đúng lúc cùng với tình thương tích cực qua những câu nói đúng lúc như tiến lên và giúp đỡ lẫn nhau, hay là giúp đỡ những người yếu đuối.
Nó được gọi là tình yêu thương ngay gần kề, Charity Begins at Home. Những công việc tình nguyện hay hỗ trợ những địa phương bị tàn phá đương nhiên là những việc quan trọng. Nhưng tôi tự hỏi bạn có thể vì người sẽ sắp gặp tới mà làm việc, có thể tha thứ và trao yêu thương cho người thân trong gia đình mình hay làm điều tương tự trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày được chăng? Ở đại học, chúng ta tôn trọng định nghĩa hay lý luận. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta cũng không quên rằng đại học cũng là nơi hình thành nên nhân cách con người, là nơi để lĩnh hội cách hiện thực hóa tình thương yêu và lòng cống hiến. Quan trọng là khi bạn vì người khác mà cố gắng tiến lên và làm gì đó cho họ. Từ cách suy nghĩ không làm vì những người xung quanh, hãy tiến lên một bước và biến cảm xúc muốn chìa tay ra giúp đỡ thành hành động thực sự của tình thương. Ngắt từng câu từng là một bó hoa, lời nguyện cầu của mẹ Teresa. Một trong những lời mẹ Teresa trao cho tôi là: con đừng chỉ là người sướng lên những lời cầu nguyện, hãy thực sự trở thành người nguyện cầu những điều tốt đẹp. Từ giây phút ấy, tôi đã quyết định rằng sẽ không phủ nhận mỗi lời cầu nguyện thốt ra từ môi mình nữa, mà luôn tự chất vấn bản thân những câu hỏi hà khắc. Liệu trái tim tôi đã thực sự chứa những lời nguyện này hay chưa? Đưa nội dung cầu nguyện thấm dần vào cuộc sống hàng ngày. Những lời cầu nguyện ấy đã được tôi thực hành tốt hay chưa? Và tôi chấp nhận hết thảy những điều đó. Đó là vào năm 1984, vào buổi sáng sớm, mẹ Teresa vội vã lên chuyến tàu siêu tốc đi qua Tokyo để tiến đến Hiroshima sau khi có một bài diễn thuyết tại địa phương vừa bị tàn phá bởi bom nguyên tử. Người đã rẽ ngang qua Okayama để nghỉ chân. Tối đó, chỉ trong khoảng 3 đến 6 tiếng đồng hồ, mẹ đã chuyện trò với ba nhóm người. Điều mà tôi vô cùng ngưỡng mộ khi làm thông dịch viên cho người đó là tuy người đi lại dài ngày tại một vùng đất xa lạ, chuyện thuyết biết bao nhiêu lần chẳng đếm xuể, nhưng trên gương mặt 74 tuổi của mẹ Teresa lúc nào cũng hiện lên nụ cười hiền hậu ấm áp. Bí mật ấy chỉ đến khi cùng người đi bộ trên con đường khuya dẫn về tu viện để nghỉ ngơi, tôi mới được sáng rõ. Mẹ Teresa chỉ yên lặng và nói với tôi điều này: "Sơ à, ta đã có một giao ước với tạo hóa rằng mỗi lần ánh đèn pha máy ảnh lóa lên, tương ứng với đó ta sẽ nở nụ cười. Và xin tạo hóa hãy cứu vớt thêm một linh hồn nữa." Người cầu nguyện như mẹ Teresa không hề làm những việc vô nghĩa, mà người đã biến những lời nguyện của mình trở thành sự thật. Dù cơ thể người có thể rã rời mệt mỏi, đối diện với ánh chớp đèn máy ảnh tẻ nhạt, vì giao ước đã có với tạo hóa và cơ hội đã nguyện cầu, mẹ đã dâng hiến công sức của mình lên dùng để cứu rỗi linh hồn con người. Khi chúng ta cảm thấy đau khổ, khổ sở, hãy dùng nó kết thành một bó hoa và kính dâng cuộc đời. Bó hoa đó đem đến niềm hạnh phúc vô bờ hơn bất kỳ lời nguyện cầu sáo rỗng nào. Chúng ta thường có xu hướng chỉ nghĩ về việc cầu nguyện để xin cho bản thân mình, nhưng đó có phải là những lời nguyện cầu phát sinh từ nỗi đau khổ hay không? Mỗi lần chạm trán với những tiếng nháy đèn, tôi không còn làm gương mặt khó chịu nữa, mà thay vào đó, tôi sẽ giữ gương mặt tươi cười và lặng lẽ dâng bó hoa nguyện cầu tới cuộc đời. Tôi chấp nhận đối diện với những khó chịu nhỏ bé hàng ngày bằng nụ cười tươi trên khuôn mặt và kính dâng bó hoa nguyện cầu cuộc đời. Khi bạn không còn cầu nguyện cho bản thân mà thay vào đó cầu nguyện cho người khác, lời nguyện cầu sẽ trở thành bó hoa của tình yêu thương rực rỡ nhất. Để yêu thương bật lên thành lời, hơi ấm và sự dịu dàng. Trong giáo hội của mẹ Teresa, một trong những công việc của các vị sơ đó là nấu ăn cho những người nghèo đói. Mỗi người nấu một món khác nhau như là bánh mì hoặc súp, sau đó lần lượt chia cho từng người xếp hàng. Hơn 10 vị sơ, sau khi đã xong công việc phát đồ ăn cho hơn 100 người nghèo. Tới lúc họ trở về, mẹ Teresa đã hỏi một câu mà dù rất trân trọng biết ơn công việc này, cả đời họ cũng không thể nào quên được. Các sơ luôn tươi cười với những người đến lấy đồ phải không? Thử chạm một chút vào tai mình, các sơ có thấy nó truyền đến sự ấm áp nào không? Ngay cả một lời nói chào hỏi ngắn gọn sơ cũng không quên phải không? Nếu làm như vậy, đối với những người làm công việc phát đồ ăn có thể là một sự phiền phức. Tuy nhiên, khi nhìn từ phía bên nhận đồ, không thể phủ nhận, đó là lần đầu tiên trong những ngày qua họ đã nhận được sự đối xử của những con người thực sự. Nếu như có phần mềm cài đặt thì việc đưa ra và nhận bát súp đến robot cũng có thể làm được. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Điều mà robot không thể làm được chính là thay đổi suy nghĩ của những người vô gia cư đó, thay đổi những lời giản đơn. Dù sống hay chết thì cũng như nhau cả thôi, thành sống là một điều tuyệt vời, được truyền đạt bằng hơi ấm và sự dịu dàng. Những ngôn từ bao hàm tình yêu thương của sức mạnh cải tử hồi sinh,
Mẹ Teresa đã nói như vậy. Chúng ta không phải là những kẻ vĩ đại có khả năng làm nên những điều to lớn. Tuy nhiên, chúng ta có thể bắt đầu làm những điều nhỏ bé mang tình yêu thương vĩ đại lớn lao. Có một câu nói, lời nói là con dao hai lưỡi. Dù chỉ là một lời ngắn gọn nhưng có thể khiến một người đang muốn tự sát có ý chí muốn sống trở lại. Ở vùng Nagano, từng có một trường cấp 3 tư thục nổi tiếng được biết đến bởi có những câu chuyện hóc búa khiến học sinh cao học trên cả nước tụ tập về đây và học tập. Hội trưởng hội học sinh trong lúc xuất bản một cuốn sách đã kể một câu chuyện về câu nói giúp các sinh viên có động lực tiếp tục sống. Ngôi trường này khi đánh giá sinh viên không dùng từ chỉ mà chỉ dùng từ vì. Thay vì nói chỉ có bạn ít là không được cộng thêm điểm, trường sẽ viết vì là bạn ít chắc chắn có thể được cộng điểm. Đây không chỉ đơn giản là việc thay đổi cách nói mà còn là sự khác biệt giữa cách nhìn nhận và tấm lòng của giáo viên. Họ không nhấn mạnh vào việc các sinh viên không làm được mà luôn nhìn nhận điều mà sinh viên có thể làm, trao cho mỗi sinh viên tình yêu thương và biến những tình yêu thương đó thành lời nói, từ đó giúp học sinh có động lực sống tiếp. Tôi mong dù trong hoàn cảnh nào, từ ngữ cũng luôn mang sức sống như vậy, dù người khác muốn sống cũng khiến cho bản thân có nhiều sức lực hơn. Máu chảy và hơi ấm của lời nói biến khí chất thành sự ấm áp và bảo vệ con người. Tôi mong chúng ta sẽ luôn dành những lời nói ấm áp cho người khác. Lời nói là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng không đúng cách, chúng có thể trở thành vũ khí giết người. Hãy để lời nói trở thành khoáng vật trân quý. Dâng lên cuộc đời sự hy sinh nhỏ bé, điều mà tôi có thể làm. Trong trận địa chấn phía đông Nhật Bản, số người chết hoặc mất tích lên đến gần 2 vạn người. Hiện tại cũng vậy, có rất nhiều người đang bị cưỡng ép sống một cuộc sống mất tự do. Vào buổi sáng ngày 11 tháng 3 năm 2011, trong số những người mất mạng vào ngày hôm đó, có ai tỉnh dậy mà nghĩ mạng sống của mình sẽ kết thúc chăng? Giống như câu nói, cái chết đeo bám như người âm, chẳng quan trọng về tuổi thọ, tính cách, địa vị, tài sản, mỗi chúng ta nhất định tới một lúc nào đó sẽ bị cái chết dìm tới. Con người sống hết rồi sẽ chết. Cũng có cách nói như vậy, tôi không có ý định sẽ sống như vậy, thay vào đó là sống mà cống hiến cho những người kém may mắn hơn. Không thể nghĩ ra những cái chết vô lý, nói như vậy thì việc sống thoải mái cũng được chứ sao. Nghe quả cũng có lý, nhưng ngược lại, chúng ta cũng thể sống lịch sự. Tôi luôn nghĩ làm thế nào để có thể nuôi dưỡng những sinh viên trường nữ sinh Notre Dame Sissin có cách sống khiến hậu thế phải học hỏi. Hơn hết, sống một cách lịch sự có nghĩa là sống như thế nào? Vài năm về trước, tôi đã gặp được câu nói, dù là mạng sống của con người hay vật chất bình thường, cũng xin hãy nhận bằng hai tay. Hơn nữa, đây chính là một trong những gợi ý về cách sống lịch sự chỉnh chu của tôi. Có ai đó từng nghĩ khi gặp được những việc tốt, những việc đáng cảm ơn, ví dụ như việc nhận bằng khen, giấy chứng nhận tốt nghiệp hay bó hoa, chúng cần được nhận bằng cả hai tay, như vậy ta sẽ không nhận lại sự kháng cự. Tuy nhiên, nếu là gặp phải thứ mình không thích thì rất khó làm được như thế. Ta muốn phủ nhận nó, cự tuyệt nó, muốn trả lại nó. Những lúc như thế, kết quả là không chỉ không nhận được điều ấy, mà còn không thể quen việc nhận bằng hai tay được. Và tôi luôn liên tục tự hỏi bản thân mình điều ấy. Trong Kinh Thánh có viết, Chúa là có thật, Chúa sẽ thử thách những thứ bạn không thể chịu đựng nổi. Và qua sự thử thách đó, để đạt được sức chịu đựng đó, bạn hãy chuẩn bị để đi lên và ngắm nhìn con đường của Chúa. Ngài Yuri Pirato, người sáng lập ra trường đại học nữ sinh Notre Dame Sissin đã nói rằng ông tin vào câu nói này trong Kinh Thánh. Và những thử thách ông nhận được trong hơn 20 năm qua là bệnh tật, tu viện, việc không thể hiểu nổi những người liên quan đến giáo hội, nhưng ông vẫn nhận bằng hai tay và không quên tiếp tục cười, ông vẫn nói: Tôi hạnh phúc vì Chúa hạnh phúc, gần 60 năm cho đến lúc qua đời, kéo theo đó, sống một cách chỉnh chu, có nghĩa là trở thành trụ cột tinh thần của trường đại học này. Dù có bao nhiêu lần diễn tập, nếu lần diễn tập chính thức, tôi có thể giữ được bình tĩnh, những lần diễn tập thất bại ê chề ấy đều có thể biến thành sự thỏa mãn. Sau đó, ta có thể có được sự hy sinh nhỏ bé. Sự hy sinh nhỏ bé là cách sống hướng đến việc tạo niềm vui cho người khác và vượt qua sự ích kỷ của bản thân mình. Hãy sống để đem lại niềm vui cho người khác, đối diện với những phiền toái rồi trả lại một nụ cười kiềm chế không nói sẵn lại với người khác và tập trung vào chính bản thân mình. Một hạt lúa mì chết đi, rơi xuống đất sẽ mọc ra vô số hạt lúa mì khác, bao hàm trong sự hy sinh nhỏ bé ấy của chúng ta, rất nhiều sinh mệnh khác sẽ được sống. Lời nguyện cầu cho hòa bình của Thánh Francisco khi nghe đã khấn nguyện rằng, Thưa chủ nhân, xin hãy cho con sử dụng hòa bình của người đã vụt tỉnh giấc.
Để an ủi người còn hơn để người an ủi. Để lý giải còn hơn để được lý giải. Để yêu thương còn hơn là được yêu. Hãy mong ước chúng ta để ban phước cho người khác nên sẽ được ban phước. Tiếp tục tiến lên và tha thứ nên sẽ được tha thứ. Hy sinh vì con người rồi sẽ có thể có cuộc sống vĩnh hằng. Giống như vậy, sự hy sinh nhỏ bé là cách sống vì hòa bình. Đây là thực tế mà mẹ Teresa đã chia ra, đó là tình yêu thương đi liền với nỗi đau. Những người cứu trợ vì muốn cố gắng trả lại cuộc sống yên tâm cho những kẻ gặp tai nạn mà không tiếc công sức cùng tiền bạc, cũng như tôi bây giờ, đang hạnh phúc đón nhận sự hy sinh nhỏ bé của cuộc đời. Những người không phủ nhận cuộc sống mỗi ngày bằng sự lịch sự trong nỗi đau sẽ được sống trong hòa bình. Cách sống chỉnh chu chính là nhận những thử thách mà mình được trao một cách thật trân trọng bằng cả hai tay. Vì tiến lên phía trước mà tự giết một phần trong chính mình là cách sinh ra hòa bình và sinh mệnh.